Sáng 13 tháng 6 tại nhà thi đấu đa năng tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục Thể dục Thể thao tổ chức bế mạc giải vô địch các lứa tuổi trẻ vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2024. Tham gia giải năm nay có hơn 500 vận động viên đến từ 26 đoàn thuộc 25 tỉnh thành, ngành trên cả nước. Các vận động viên thi đấu ở nội dung vật cổ điển và vật tự do ở hai nhóm tuổi 14 đến 15 tuổi và từ 16 đến 17 tuổi với 9 hạng cân. Sau 10 ngày thi đấu sôi nổi, giải vô địch các lứa tuổi trẻ vật cổ điển, vật tự do quốc gia năm 2024 đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức đã trao 63 bộ huy chương cho các vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc ở các nội dung, các hạng cân. Đoàn Lào Cai có 16 vận động viên tham gia, giành 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Giải nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Hà Nội, đoàn Tuyên Quang xếp thứ 2 và đoàn Quân đội xếp thứ 3 toàn đoàn.